ra thi đâu mà tắm. Giờ thi cơ mà phát. Không, sang mang thì thi. Tâm vòng 3. Trường vòng 4. Phúc vòng 3. Phát vòng 3. Trường vòng 5. Trang vòng 4. Thi sau thầy, Ngân đi sau rồi. Nghỉ tí đi xem mà tí nó có hết thì thi lại. Còn không thì lấy kết quả cũ nhá, không sao cả. Tâm vòng 4. Bạn trường vòng 5. Ngân tập hay đau bụng lắm. Mình còn đi tập ở dưới này vậy, chả biết thế nào nhưng mà gần như là hầu hết rồi, hay lý do đau bụng. Ừ thật đấy, thật đấy. Xuống bé bé thở thầy nha. Năm nay em thấy ỉ thật đấy. Ngân ỉ nó làm cái gì nó ngại. Mấy năm đầu kiểu chưa biết bơi được mấy thì nó còn hào hứng, năm nay nó biết rồi nhưng mà ỉ quá. Cầu đường chung đối. Phúc vòng 4. Trang vòng 5. Tốc độ lên Trường ơi, tốc độ lên. Tăng tốc lên Trường ơi. Ông ác kìa, ông bùi ác đấy. Có quyền ăn bảo thử luôn. Không được rồi, mày. Tâm vòng 5, trường vòng 7. Trang vòng 5. Hãy
Ê ê ê. Chúc vào. Trang vòng 6, trang vòng 6. Trường vòng 7, trường vòng 7, trường vòng 7. Bạn Trường này vòng 8 nhá. Phúc vòng 5. Trường vòng 7. Tâm quay vòng 6. Bạn Trường quay vòng 9, bạn Trường này quay vòng 8. Bạn Trường đỏ vòng 9 nha, Trường vàng vòng 8 nha. Lát nữa thi lại đi. Nhóm tao đang ít. Cho xin các em cho nó tự tin. Trang vòng 7. Phúc vòng 6, phúc vòng 6. Phát vòng 6. Trường vòng 10. Bạn Trường vàng vòng 9 nhá. Bạn Trường đỏ vòng 10 nhá. Tâm vòng 7, tâm vòng 7. Bạn Trường cố lên nhá. Bạn Trường hôm nay mới tốt đấy. Trường vòng 9 nha, Trường tăng tốc lên, đúng rồi, duy trì tốc độ đều vậy nha Trường nha. Trang vòng 8. Trường quay vòng 10, Trường quay vòng 10. Bạn Trường cũng đỏ 11 nhá. Trường vàng vòng 10. Phúc vòng 7, phúc vòng 7, tâm vòng 8, tâm vòng 8. Phát vòng 7. Trang quay vòng 9, trang quay vòng 9. Trang vòng 9. Trường 12. Mặt Trường vàng 11. Tâm vòng 8, phúc vòng 7. Trang vòng 9. Phát vòng 7. Hai bạn Trường cố lên nhá, tăng tốc lên.
vòng 8, phát vòng 8. Phúc vòng 8, phúc vòng 8. Trường 13. Mặt trường áo vàng 12. Trang vòng 10, trang vòng 10. Phát vòng 8, phúc vòng 8. Tâm vòng 9, tâm vòng 9. Trường 13 nhé, chuẩn bị quay 14 trường nhá. Anh mới hơi chậm, tăng tốc cho trường ơi. Trường 14, trường 14, tăng tốc đi. Tâm vòng 9 nha. Tâm mới tốt hơn Phúc thầy ạ. Tâm nó tập nó cũng chăm hơn. Phúc thì Phúc được. Phúc thì tí cái rồi như chơi. Trường 13, trường 13. Bạn trường 13, bạn trường áo vàng 13 nhá. Bạn trường áo đỏ chuẩn bị quay 15. Phúc quay vòng 9, Phúc quay vòng 9. Trang 11, trang 11. Phát vòng 9. Tâm vòng 10, tâm vòng 10. Trường 15, trường 15. Nuôi vẹo. Phúc đi, Phúc đánh toàn mặt trận, đang bên này sang bên đấy vậy. Hello. Bạn trường áo vàng 14 nhá, trường vàng 14 nhá. Bạn trường áo đỏ tăng tốc lên. Còn hai vòng cuối trường tăng tốc lên. Trường quay 16 nào, trường quay 16 nào. Trường 16. Điên đường hải tầm mất tập trung. Điên sai. Tâm quay 11. Phúc quay vòng 10. Trang 12. Trường quay 15, trường quay 15. Tâm 11. Phát 10. Trang 12. Trường về đích nào, trường về đích nào. Trường tăng tốc về đích nào trường ơi. Mặt trường về đích nào. Thầy mời các bạn còn lại chuẩn bị nhá, khoảng 10 phút nữa chúng ta thi nhá. Trường về đích nào, trường về đích nào. Bạn trường vàng 16 nhá. Trang 13. Bạn trường về đích nào, quay bơi thêm vài vòng nữa nhá. Rồi, 15 phút 45 giây, quay vòng nữa nào. Bạn Tâm quay vòng 12. Trang 13.
phút 11, phát 11. Các bạn còn lại chuẩn bị cho thầy 10 phút nữa thi nhá. Các bạn còn lại nghỉ ngơi đi, 10 phút nữa thi nhá. Bạn Trường về đích nào. Trường quay vòng về đích nào. Trang 14, trang 14. Trường về đích nào. Tăng tốc Trường ơi, hết cỡ nào, hết sức nào. Trường về đích nào, Trường ơi, về đích nào, tăng tốc nào, tăng tốc nào, tăng tốc Trường ơi. Phút 12, tâm 13. Rồi, bạn Trường bơi thầy vòng nữa nhá. 17 phút 38 giây. Rồi, Trường vẫn được giải nhì nhá. Trang 15, trang 15. Tâm 13. Phát 12, phút 12. Tâm quay 14, tâm quay 14. Tâm 14 nào. Khỏe lên Tâm ơi, tăng tốc lên tí Tâm ơi, tăng tốc nào. Tâm 14. Trang quay 16, trang quay 16. Trang quay vòng 16. Phút 13, phát 13. Phúc nó mời gọi là đã chậm chứ là mua đường. Mua đường. Rồi mua đường. Chắc kiểu sát sát ở mặt kia để cho nó có người thi đấu. Hai bạn ngang cơ. Tâm quay 15, các bạn chuẩn bị nhá, 5 phút nữa sang nhá. Các bạn còn lại chuẩn bị 5 phút nữa thi nhá. Vâng, này được buổi sáng nó thoáng với thi đẳng buổi chiều có khách. Chi thôi chưa thấy. Chi thi rồi ạ. Vâng, được, trời khuyến khích. Vâng. Là cũng được rồi. Mấy chiếc bấm giờ toàn vậy rồi.
Được rồi, lúc nào nhanh đấy, rồi sau là bắt đầu đu đuối. Tâm 15, phút 14, phát 14. Phát có lên nào. Cái bạn này là các bạn kia xong rồi, đang về lâu rồi đấy. Mấy bạn này là chậm. Cái trò các cháu thi vậy chậm cũng được, nhưng mà nó cứ phải bền. Nó rất là bền. Nó thiết thực. Có ra sông ra suối nó dài là cứ chậm chậm bơi, kiểu gì cũng vào không bờ. Và Trang về đích nha. Trang vòng 17 kết thúc nha. Tâm quay vòng 16. Và Trang bơi thêm thầy vòng nữa nha. Rồi, và Trang về đích rồi. 22 phút Trang nha. Tâm 16. Phát quay 15, phúc quay 15. Phúc quay vòng 15, phúc quay vòng 15. Chờ thi đã. Đã thi đâu? Phát. Chưa thi mà đã xách đồ về rồi. Xong rồi đấy, ra chuẩn bị đi, để đồ vào. Vào ngồi tìm làn đẹp đi. Tìm làn đi Phát. Không, mấy người cơ mà, nhiều. Và chọn làn đẹp nhất đấy thế nào. Sốt ruột, sách gói rồi đi về. Các bạn bên kia sang ngồi cho thầy nào. Sang ngồi chọn làn đi. Tâm về đích nào, vòng cuối tâm về đích nào. Tâm ơi, vòng cuối về đích nào. Các bạn còn lại sang chọn làn với thầy đi. Sang thở đi, xong là chọn làn đi nào. Mặt tâm về đích nào. Rồi, hoàn thành tốt nghiệp rồi. Không quá nửa tiếng với thầy là được. 24 phút rồi. Tâm về đích nào. Rồi, cứ một tiếng 10 cây số rồi được. Một tiếng 10 là một cây số. Quay 16, phút quay 16 nào. Nốt vòng nữa, cho thầy nữa là về đích đấy. Phát đấy là mới học. Ơi, chọn làn đi. Không bơi làn nông đâu. Mà tâm bơi dài nốt vòng nữa là tâm ơi. Thấy con thu mối với bạn là 1.2 triệu. Mình kính con tặng lại. Thấy con gì không? Là có lịch tổng kết con báo thầy cho các con ra tham dự.